thưa quý vị giáo dục di sản trong môi trường học đường là một trong những giải pháp quan trọng trong nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản nói chung các di sản của cộng đồng dân tộc thiểu số nói riêng đây là việc cần thiết để xây dựng nền tảng văn hóa kiến thức cũng như củng cố trách nhiệm bảo tồn di sản cho thế hệ trẻ sự ra đời của những phương pháp giáo dục di sản mới giàu tính sáng tạo thời gian qua đang mang đến những khởi sắc cho lĩnh vực còn không ít thử thách này chuyên mục vấn đề sự kiện của báo dân tộc và phát triển hôm nay sẽ bàn về chủ đề đưa di sản vào học đường một giải pháp để bảo tồn văn hóa Việt Nam có hàng vạn di sản văn hóa tại 63 tỉnh thành, trong đó nhiều di sản đã được UNESCO công nhận tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi di sản đều có nét đẹp độc đáo riêng. Để thế hệ trẻ có ý thức bảo vệ giữ gìn những nét đẹp trong truyền thống văn hóa, nhiều tỉnh thành phố đã kết hợp cùng các trường học đưa những giải pháp giới thiệu phổ biến thú vị bổ ích về văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương vào chương trình học. Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Lơ Trang Lơng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có 535 học sinh, với 19 thành phần dân tộc. Để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa các dân tộc cho học sinh, nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, phong trào thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, lễ hội, giao lưu văn hóa, hoạt động ngoại khóa về di sản, văn hóa truyền thống của các dân tộc. Câu lạc bộ Cồng chiêng của trường có khoảng 50 em học sinh tham gia. Các em đã hăng say miệt mài luyện tập đánh chiêng múa xoang. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, có sự nhiệt tình hướng dẫn của cô giáo Hơ Lệ Tiên, Eeng, lớp 12A1, là nghệ nhân trẻ đang theo học tại trường. Được sự chỉ bảo tận tình của Hờ Lệ Tiên Ea, các thành viên trong câu lạc bộ từ không biết gì đã có thể nhuần nhuyễn múa xoang đánh chiêng. Xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa các dân tộc, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như gìn giữ, giới thiệu trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động, món ăn ẩm thực, nhằm khơi dậy lòng yêu văn hóa trách nhiệm bảo tồn kho báu của dân tộc mình. Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nhiều năm qua, các hoạt động ngoại khóa với nội dung truyền dạy múa, hát dân ca, dân vũ, đánh trống chiêng, tái hiện các nghi thức truyền thống đặc sắc, hội thi ẩm thực dân tộc được nhà trường tổ chức thường xuyên nhằm giáo dục di sản, bồi dưỡng niềm tự hào và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cho học sinh người dân tộc thiểu số. Cô giáo Hồ Thị Hiến, Phó hiệu trường trường phổ thông dân tộc nội trú nước Oa cho biết Năm học 2023-2024, nhà trường có 12 lớp hơn 400 em học sinh và đều được thành lập duy trì các đội văn nghệ múa hát dân ca đánh chống chiêng, đồng thời phát động luyện tập thi đua giữ gìn bản sắc văn hóa trong toàn trường. Để giúp học sinh tiếp cận kho tàng di sản văn hóa được thuận lợi dễ dàng, Ban giám hiệu nhà trường đã mời các nghệ nhân gạo cội, người ca rong, thuộc dân tộc Sơ Đăng, người co ở các xã Trà Bui, Trà Cót, trực tiếp về trường dạy múa hát dân ca đánh chống chiêng cho các em. Quá trình truyền dạy được ghi âm, ghi hình, các động tác múa, tiết tấu, lời hát, thanh điệu chống chiêng để lưu dạy về sau và linh hoạt thực hiện mô hình học sinh dạy học di sản để nhân rộng. Đối với học sinh lớp 9 mới được nhà trường tuyển sinh đào tạo vào hàng năm, sẽ được các anh chị khối lớp trên truyền đạt hướng dẫn lại cách múa, đánh chống chiêng, hát dân ca, nghi thức trong các lễ hội truyền thống của các dân tộc, thông qua hoạt động hội khóa, sinh hoạt thường nhật sau giờ học ở ký túc xá. Nhà trường có đội văn nghệ hát múa cổng chiêng chủ lực để phục vụ tham gia các hoạt động quy mô ngoài nhà trường và hỗ trợ dạy bản sắc văn hóa cho học sinh mới vào nhập học. Gần đây tại các lễ hội, hội thi ở địa phương hoặc cấp tỉnh, đoàn diễn viên học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú nước Oa luôn tham gia với nhiều tiết mục múa hát dân ca đánh trống chiêng, trình diễn sắc phục truyền thống của đồng bào các dân tộc, tái hiện các nghi thức truyền thống đặc sắc ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Co, Sơ Đăng ở vùng Trà Mi. Thưa quý vị, di sản văn hóa là một trong những phương tiện dạy học đa dạng sống động nhất, bởi học sinh sẽ là chủ thể trong các hoạt động này, không chỉ thụ động nghe giảng, nghe thuyết minh giới thiệu một chiều như trước mà chủ động tự giác tìm hiểu trước, trao đổi, tự khám phá thực tế di sản văn hóa, tự rút ra kết luận, bài học để bổ sung kiến thức. Các em không chỉ được nghe, xem, nhìn một cách đơn thuần mà được trải nghiệm thực hành, được chia sẻ từ những nghệ nhân, từ đó gây sự thích thú, ham học hỏi, khám phá việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường học góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, giáo dục di sản đã chứng tỏ hiệu quả trong công tác giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa cho học sinh. Một số mô hình và phương pháp tiếp cận cho thấy mang lại hiệu quả giáo dục cao đối với học sinh. Các em rất phấn khởi và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trên lớp và trải nghiệm ngoài lớp học. Ở các tỉnh miền núi, nhiều học sinh người dân tộc thiểu số từ chỗ rất rụt rè ít nói đã trở nên tự tin trong giao tiếp trao đổi và trình bày ý kiến với bạn học, thầy cô giáo. Kết quả các em thu được không chỉ là kiến thức mà còn là nhận thức về các giá trị di sản và tổng hòa các kỹ năng khác nhau, trong đó có nhiều kỹ năng sống. Không chỉ vậy, các hoạt động giáo dục di sản được đưa vào trường học tại mỗi địa phương, góp phần bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu, vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình. Tại nhiều nơi, đa phần cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ở các trường đã nhận thức rõ về vai trò ý nghĩa của sử dụng di sản trong dạy học đối với việc hình thành các kỹ năng vận dụng kiến thức và thực tiễn, góp phần phát triển năng lực của học sinh. Thưa quý vị, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sự giao thoa về văn hóa đang làm phong phú đời sống tinh thần, song cũng đặt ra nhiều thách thức với bảo tồn văn hóa truyền thống nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng, lo ngại giới trẻ không mặn mà lắm với di sản văn hóa của dân tộc là nỗi lo có cơ sở. Di sản nếu không được tiếp nối bởi nhiều thế hệ thì việc biến mất hoàn toàn có thể xảy ra. Thời gian qua, công tác giáo dục di sản trong trường học nhận được sự quan tâm đồng thuận, nhận thức rất cao từ trung ương đến địa phương về hệ thống trường học khắc cấp. Đặc biệt trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, với nội dung giáo dục địa phương, được Bộ Giáo dục và Đào tạo sao cho các địa phương biên soạn tài liệu, kế hoạch giảng dạy, sao cho phù hợp với tình hình từng địa phương, vùng miền, đây là một điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chương trình mở giúp các địa phương chủ động lựa chọn nội dung giảng dạy thích hợp, thiết thực với điều kiện thực tế. Tuy nhiên cho đến nay, việc biên soạn các bộ tài liệu để giáo dục di sản chưa được các cấp địa phương quan tâm đầu tư, chưa hình thành được những tài liệu đạt chất lượng hiệu quả, phù hợp với đặc trưng địa phương. Hình thức tài liệu nếu có chủ yếu mới ở dạng sách, tư liệu giấy, chưa xây dựng được nhiều hoạt động sinh động hấp dẫn học sinh. Quỹ thời gian đào tạo kinh phí cho các hoạt động giáo dục di sản còn hạn chế, khả năng tiếp cận với bảo tàng hay các di sản điển hình của tỉnh với nhiều vùng còn khó khăn như các trường ở miền núi nông thôn. Thưa quý vị, tại nhiều nơi, giáo dục di sản chưa trở thành một hoạt động thường xuyên, hình thức trải nghiệm, tổ chức thực hành di sản hầu như mới chỉ mang hình thức cưỡi ngựa xem hoa. Hạ tầng khu di sản hầu hết chưa đáp ứng đón tiếp được số lượng học sinh quá đông đến cùng thời điểm giữa nhà trường và các địa phương có di tích, di sản, các đơn vị văn hóa chưa có sự kết nối chặt chẽ và thường xuyên, dẫn đến tình trạng di sản thì loay hoay tìm cách phát huy giá trị, còn các nhà trường thì lúng túng trong việc xây dựng nội dung chương trình giáo dục di sản. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là chương trình giáo dục trong nhà trường quá thiên về truyền thụ kiến thức để phục vụ cho các kỳ thi cử, nên trong một lượng thời gian hạn hẹp với quá nhiều môn học. Đôi khi các trường đã dần dần giảm bớt hoặc ít chú trọng đến các môn học về di sản, về văn hóa dân tộc. Sau đó, việc phối hợp đưa di sản văn hóa vào trường học càng bị coi là một hình thức vẫn còn mới mẻ, cần được khuyến khích. Thưa quý vị, phát triển di sản bền vững phải dựa trên bảo tồn, bảo vệ và gắn kết với cộng đồng. Trong đó, đưa di sản tiếp cận giới trẻ ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường là những hoạt động được đặc biệt chú ý nhằm lan tỏa các giá trị đến thế hệ tương lai. Để giáo dục nhận thức về di sản văn hóa đối với học sinh các cấp có hiệu quả, cần phải xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục, ngành văn hóa và có sự tham vấn của ngành du lịch từ trung ương đến các địa phương. Hơn nữa, trong quá trình dạy và học ở các trường cho học sinh các cấp, cần có sự nỗ lực phối hợp của nhà trường, giáo viên và cha mẹ phụ huynh học sinh trong việc lồng ghép nội dung giáo dục di sản văn hóa vào trong mỗi bài học, cũng như việc tổ chức các buổi ngoại khóa, dạy học theo chủ đề sẽ giúp cho học sinh tiếp cận với di sản nhiều hơn, phát triển kỹ năng học tập, tự lĩnh hội kiến thức và kích thích hứng thú học tập cho học sinh. Đổi mới nâng cao chất lượng chương trình giáo dục di sản văn hóa trong nhà trường, một trong những giải pháp để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Thiết nghĩ, không khó để bắt tay từ những phần việc nhỏ mà mỗi địa phương đều có thể làm nếu quan tâm thấu đáo. Để làm được điều đó, cần có nhất là sự chủ động từ phía ngành giáo dục, mà cụ thể là từ phía các nhà trường khi tổ chức cho học sinh học tập tại di sản. Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan. Chính sự liên kết này sẽ tạo nên sức sống cho việc giáo dục di sản ở trường phổ thông. Mỗi cái cây phải có gốc rễ để nó vững chãi, đâm cảnh vươn cao, con người cũng vậy. Sẽ trở nên vô nghĩa nếu mỗi người không biết giá trị cội nguồn văn hóa của dân tộc, cộng đồng mình. Vì vậy, giáo dục di sản đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lớp trẻ gia cố kiến thức về di sản văn hóa khơi gợi tình yêu và lòng tự tôn dân tộc đến đây tuấn ninh xin phép được khép lại chuyên mục vấn đề sự kiện của báo dân tộc và phát triển cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại